Kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, trong tuần này thì tiến sĩ Lê Minh Nguyên vẫn còn đi công tác xa, cho nên tôi, Nguyễn Kim Bình và dược sĩ Phạm Khắc Khiêm, tiến sĩ Đinh Xuân Quân sẽ tham gia trong panel trong tuần này. Chúng tôi sẽ bắt đầu với những câu chuyện, những cái biến cố thời sự quan trọng nhất tại Mỹ trong tuần lễ vừa rồi. Đặc biệt là cái việc mà cố vấn an ninh quốc gia ông John Bolton vừa mới bị cách chức vào ngày thứ ba 10 tháng 9 vừa rồi. Và sau đó trong các phần 3 và phần số 4 thì sẽ đi sang điểm sang các tin tức ở Hồng Kông. Và đặc biệt trong phần thứ 4 thì sẽ nhìn lại cái tình hình Biển Đông, tình hình Việt Nam trong tuần lễ vừa rồi. Cũng như là những tin đồn dư luận đang chuẩn bị cho cái việc cho chuyến đi thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng. Bắt đầu với tình hình ở Hoa Kỳ thì suốt cái cuối tuần vừa rồi, trong những ngày mà ngày 7-8 thì cái tin quan trọng nhất lộ ra là có thể sẽ có một cái cuộc thương thuyết với phái đoàn đại diện cho Taliban từ Afghanistan sang để giải quyết cái cuộc nội chiến ở Afghanistan. Và phái đoàn sẽ đến Camp David, có thể sẽ gặp ông Trump. Nhưng rốt cuộc cái chuyến viếng thăm đó nó bị hủy bỏ, tin tức bị lộ ra ngoài. Và rồi 2 ngày sau thì dẫn đến một cái trái bom thứ nhì là việc ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia, bị cách chức. Như vậy chú Quân có thể tóm tắt lại những cái diễn biến xảy ra mà dẫn đến cái việc cách chức của ông Bolton không? Thì quý vị cũng biết là đối với Hoa Kỳ đó thì Afghanistan là cái chiến tranh dài nhất tới bây giờ. Chưa có cái chiến tranh nào mà nó lâu dài như vậy. 18 năm rồi. Trong 18 năm thì ông Quân... So với chiến tranh Việt Nam thì Chiến tranh Việt Nam có 4 năm thôi. Thời gian không, mà Mỹ ở lại Việt Nam. Và Thế chiến thứ nhất, thứ nhì là cũng khoảng đó. Thì đó, vì vậy đó, chưa có bao giờ mà có một cuộc chiến tranh mà nghĩa là lâu dài như vậy. Mà xin lỗi, tôi ở nó 7 năm, trên 18 năm. Thì lâu nay thì đã có những cái cuộc thương lượng bí mật tương tự như trong chiến tranh Việt Nam, đúng không? Thì đến một lúc nào đó bên phía Mỹ sẽ thương lượng bí mật với bên Taliban, đã kéo dài cũng nhiều năm rồi. Thì họ thương lượng ở Doha, ở bên Trung Đông đó, họ thương lượng giữa hai bên. Thì bây giờ cũng vậy, nghĩa là nhiều tổng thống từ ông Obama tới ông Trump, hai tổng thống đều muốn rút ra khỏi Afghanistan. Tại vì cuộc chiến đó là, đây là một cái cuộc chiến, quý vị, nó khác giữa Việt Nam và Taliban với lại Hồi giáo. Đó là Hồi giáo là sẵn sàng, nghĩa là tự sát. Nhưng từ những cuộc thương lượng đó thì tại sao lại dẫn đến cái chuyện là có một cái cuộc họp mật ở Camp David? Thì vì vậy, và cái đó nó mới đi tới cái chuyện mà nghĩa là gọi là ông cố vấn về an ninh Bolton bị mất chức hay ông từ chức, thì cái chuyện đó nó chưa rõ. Thật ra nó chưa rõ, tại vì tôi sẽ kể cho hai phe hết. Thì quý vị biết là chính Tổng thống Trump nói là tôi có cái ý kiến của tôi là mang Taliban qua Camp David để thương lượng, nghĩa là có đi tới cái chuyện mà Hoa Kỳ rút một phần quân lính và ký hòa bình. Và lúc đó, cùng lúc đó thì họ mời Tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan qua. Thì ở đây đó thì mình thấy là người Việt Nam mình đó, tôi thấy mấy cái tin đó là tôi lại nhức nhốc, là tại vì khi mình thấy là Hoa Kỳ họ muốn rút ra thì họ tự làm, họ không kéo cái phe đồng minh của họ là ông Ashraf Ghani vô cái cuộc từ đầu, từ lâu rồi. Trong chính phủ Afghanistan từ 2010-2011 đã nói về cái chuyện mà thương thuyết với Taliban để làm sao để cho có thể rút ra. Nhưng mà hai bên đó thì khác nhau ở chỗ nào? Thì một bên nó muốn là thương lượng, nghĩa là trên sức mạnh, nghĩa là họ phải có quân đội, phải có quân đội chính phủ đó. Tôi nói là lúc đó thì họ có một cái, họ rút cái kinh nghiệm Việt Nam là họ là xây dựng quân đội Afghanistan sớm, rồi từ 2009 họ mới bắt đầu xây dựng Afghanistan, và bây giờ là 2019 rồi, thì họ xây dựng một cái quân đội 400.000 người. Thì khi mà
bên chính phủ Afghanistan thì nói là 400.000 người mà quý vị phải rải rác ra một cái xứ Afghanistan nó gấp đôi Việt Nam. Gấp đôi Việt Nam nghĩa là gần như là bốn lần miền Nam của mình đó. Từ những cái cuộc thương lượng bí mật Tây Ba mà làm sao để dẫn đến cái quyết định là sẽ có một cái hội nghị ở Camp David. Thì đó là cái chiến lược. Tại sao cần phải đến Camp David à? Cũng xin nhắc quý khán giả là thường á, Camp David là cái khu nghỉ mát riêng của Tổng thống Mỹ ở ngoài và ô Washington. Họ chỉ dành cho những người quốc khách, những người đặc biệt lắm mới tới Camp David. Mà đây đó thì là chính Tổng thống Hoa Kỳ nói đó là chính là ý kiến này là chính ý kiến của tôi. Mời họ tới, mời Taliban và mời Tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan qua đó. Thì lẽ dĩ nhiên ở đây đó, những cái chuyện này đó thì là ông Bolton đã không có đồng ý trong cái chuyện này. Tại vì cái đầu tiên đó là vấn đề chính trị. Mời phái đoàn Taliban là tới một lúc mà đúng vào ngày cái kỷ niệm đó, cái tuần kỷ niệm của ngày 9 tháng 11 đó, 11 tháng 9 đó, thì là nó về vấn đề chính trị là thất sách. Vì Taliban bị cái tội, cái tiếng xấu là hồi xưa đã nuôi dưỡng cho Bin Laden và Al-Qaeda. Không phải vậy không? Tại sao có chiến tranh Afghanistan là tại vì lúc đó Hồi giáo đó là Tổng thống Bush quyết định đánh Taliban, đánh Afghanistan khi... Bởi vì Taliban lúc đó đang cầm quyền Afghanistan và đã nuôi dưỡng cái lực lượng Al-Qaeda. Đúng. Cái cuộc tấn công vào nước Mỹ là bắt nguồn từ Al-Qaeda. Và do đó mấy cái máy bay mà đâm vào hai cái nhà ở New York đó là do Al-Qaeda. Mà Al-Qaeda là dính vào Taliban, hai bên là bên Taliban. Phát ngôn viên bên Tòa Bạch Ốc thì họ cũng nhấn mạnh cái chỗ là thứ nhất, lực lượng Taliban chưa bao giờ thực hiện một cái khủng bố nào ở nước Mỹ, phải không ạ? Cái chuyện đó là chuyện của Al-Qaeda. Và Taliban cho đến bây giờ thì họ hình như họ có cam kết là họ sẽ không bao giờ nuôi dưỡng cho Al-Qaeda nữa. Đó là một những cái điều kiện mà Mỹ đặt ra với Taliban, phải không? Cái điều mà chúng ta phải hiểu rằng cái cuộc thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Taliban đó, nó không phải là mới bây giờ. Từ thời ông Obama đó, thì đã thương thuyết bí mật ở Qatar rồi. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết, chứ không phải là thời ông Trump. Tới thời kỳ Tổng thống Trump ấy, thì đã có 8-9 lần họp bí mật với nhau. Và khi mà mời về cái Camp David ấy, thì có thể chúng ta nghĩ rằng đây nó là một cái cuộc họp nó gần như là nó quyết định cuối cùng để mà Mỹ rút ra khỏi Afghanistan khoảng 5.000 lính. Cho nên cuộc họp đó nó có tính cả giống như là một cuộc thân thiện ở Camp David cùng với lại Tổng thống của Afghanistan tới. Thì có thể là lúc đó ông nghĩ rằng cái chuyện mà kết thúc cuối cùng có thể nó xảy ra được trong khi đó, trong thời gian đó. Cho nên mời Taliban vô họp ở trong đó với điều kiện là Taliban không dung dưỡng khủng bố của Al-Qaeda. Nhưng mà ông Bolton ấy, thì ông ấy là diều hâu số 1 của nước Mỹ, cho nên ông muốn là phải tiêu diệt, chứ không thể nào mà có thể nghĩa là thương thuyết với nhau được. Và đó chính là lý do mà từ trước nay ông Bolton đã cản đường của tổng thống Trump, ngay kể cả cái lúc mà họp với lại trước khi họp với lại Kim Jong Un thì ông bảo là sẽ phải thực hiện theo cái kế hoạch giống như là bên Libya, có nghĩa là giải giới hoàn toàn. Và như thế tất nhiên là Kim Jong Un nghĩ rằng mình sẽ bị loại sau khi mà mình đã thương thuyết với Hoa Kỳ rồi, đó mình sẽ bị loại luôn. Cho nên ông Trump mới nghĩ là ông Bolton là có nhiều lần, và không, chuyện mà Afghanistan không phải là cái vấn đề duy nhất mà hai bên bắt đầu bị kiện nhau, phải không ạ? Đúng. Với Bắc Hàn, với Trung Quốc và với nhất là Iran. Tại vì ông tới bây giờ đó là ông Bolton có tiếng là chống Iran. Và khi mà Iran mà hạ một cái máy bay không người lái của Hoa Kỳ đó, thì chính ông Bolton đã nghĩa là cũng như là khuyến khích Hoa Kỳ ném bom tại Iran. Và quý vị nhớ là Tổng thống Trump nói là tôi chặn lúc chót, hả không? Tôi quyết định lúc chót không cho ném bom Iran. Thì ở đây thì mình thấy là có thể hai bên có thể là có lập trường khác nhau, nhưng mà thật ra cái lập trường của ông, mình nói gì nói, nhưng mà lập trường của ông
ông Bolton á, thì là cũng để cho nước Mỹ thôi. Tại vì ông Bolton á, thì là kinh nghiệm rất là lâu dài, ông ta đã làm cho nhiều tổng thống rồi, chứ không phải tới bây giờ mà ông ta làm tới cái chức mà đứng đầu, nghĩa là phái đoàn Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc là có thể nói là bậc số 2 hay số 3 của Bộ Ngoại giao. Chứ không phải ông ta là đại sứ thiệt, nhưng mà đại sứ ở cấp đó là số 2, số 3 của Bộ Ngoại giao. Thành ra không phải là nhỏ, không phải ở cấp nhỏ, thành ra kinh nghiệm rất là dày. Nhưng mà ông ta thì ông có cái lập trường là rất là cứng rắn. Thì nói cứng rắn thì đúng, nói nhiều hôn thì mình chưa dám nói, nhưng mà cứng rắn. Tại vì mình chưa biết là cái chi tiết là sao. Và chúng tôi sẽ tiếp tục với đề tài này trong phần kế tiếp của chương trình. Xin quý khán giả tiếp tục đón xem.